Sáng nay, sau hơn 20 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, chủ tịch công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Dự kiến phiên tuyên án diễn ra trong 2 ngày. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, Nguyễn Thái Luyện rao bán cái mình không có, lừa dối người mua hàng bằng thủ đoạn lập hệ thống các tổ chức công ty để che giấu hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 4.500 bị hại. Kiểm sát viên cho rằng, thủ đoạn của Luyện tinh vi, tận dụng sự nhiệt huyết của các bị cáo đồng phạm có tuổi đời còn rất trẻ để phục vụ mục đích của mình. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân, Nguyễn Thái Lĩnh, em trai Luyện, nhận từ 16 đến 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12 đến 20 năm tù về cùng tội danh trên. Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, và Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện, bị viện kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Mức án cụ thể sẽ được công bố vào ngày mai.